Trong video này thì mình giải quyết cái câu hỏi của bạn ha. Bạn muốn mong muốn là mình sẽ vác ở phía dưới của cái mặt bàn này. Ở trong ví dụ này thì giả sử như mình vác bằng con dao Vbic 120 độ thì các bạn hãy tạo ra cho mình cái layer IF Profile On Z9 Vbic 120, tức là cái con dao nó sẽ đi theo tâm của một cái đường nào đó sâu xuống 9 ly và nó dùng con dao Vbic 120, và các bạn sẽ sử dụng tính năng là netting đi theo ha. Netting với các cái group có cái tên bắt đầu bằng IF gạch. Các bạn tích chọn vào cái này để hiển thị lên ha. Ở trong này á, thì mình chưa có cái đường line con dao nó đi theo thì mình sẽ dùng luôn cái đường line của cái này. Các bạn chọn cái thằng này ha. Ctrl C và các bạn thoát khỏi group. Các bạn dán lại vị trí cũ, Shift Ctrl V. Khi các bạn vừa dán ra thì mình hãy chuyển cái nguyên sinh ha, những cái đường line này về cái layer IPF Profile On ha. Rồi các bạn make group cho mình, make group lại. Rồi các bạn đặt tên cho nó IPF gạch, cái gì cũng được. Cái group này được sinh ra này các bạn, nó nằm ở trên cái layer nào cũng được, không quan trọng hết. Nhưng mà cái nguyên sinh bên trong cái group, tức là những cái line, những cái mặt phẳng này, nó phải nằm đúng ở cái layer mà mình mong muốn nó nằm đường giao ha, IPF Profile On. Thì kỹ hơn một chút thì các bạn có thể chuyển luôn cái group nó về layer này cũng được. Rồi sau đó các bạn cắt ha, cắt cái group Ctrl, tại vì nó đang nằm ngoài nè. Giờ mình sẽ cắt Ctrl X và mình đưa vào bên trong của group này, Shift Ctrl V lại ha. Rồi mình sẽ gắn nhãn và mình netting như cách bình thường. Và các bạn hãy cùng coi với mình ha. Mình sẽ tắt cái cutting line này đi đó. Đó, bây giờ thì mình chỉ có cái profile on này. Thì con dao CNC nó sẽ chạy theo. Thì sao bây giờ mình sẽ xem mô phỏng nhé. Và bây giờ là đây là cái kết quả mà mình đạt được sau khi mà mình làm đúng ha. Cảm ơn bạn đã theo dõi.